Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá. Khi sinh ra đâu phải ai cũng đã là thiên tài, và khi sinh ra đâu phải ai cũng là người kém cỏi. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài và cố gắng không ngừng nghỉ từ khi còn là em bé đến khi trưởng thành, đi làm. Mọi sự cố gắng không bao giờ là thừa. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng vì cuộc đời luôn có luật nhân quả. Và tôi tin rằng cái gì cũng có giá của nó. Thành công ngày hôm nay là sự cố gắng của ngày hôm qua. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thì phải cho. Muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Đời là cuộc đấu tranh liên tục, nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng bao giờ cũng phải trả giá. Chỉ cần chúng ta đừng bao giờ từ bỏ, cứ tiếp tục bước đi, tiếp tục cố gắng, thì mọi nỗ lực và kỳ vọng sẽ được đền đáp xứng đáng.